đang về tới đấy. Dân làng nhìn thấy rất lo lắng, không hiểu phải làm thế nào. Cậu lược tô lại sợ ông ta đụng vào lùm cây, vội kêu dân làng dùng dây để hạ lùm cây xuống. Đứng dậy và phóng đi. Không có gì có thể ngăn cản được. Thầy làm quỷ quái vậy đây. Người nào biết được cũng phải nóng giận đấy. Tổ tiên, tổ tiên à, không sao chứ, đừng sợ, có tôi bảo vệ đây. Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Nhưng ông ta là tổ tiên của tôi, ta sẽ là đẩy tôi ra chứ. Đại sư à, phải tính sao đây chứ? Hóa ra dân làng ở đây cho rằng ông ta là thiên thần của bộ tộc này. Vậy phải tính sao đây chứ? Tôi có cách. Ông ta là của chúng tôi. Để tôi chứng minh cho cậu xem. Cậu muốn gì đây chứ? Hãy nhìn phép thuật của tôi này.
Đại sư à, vậy thì đã làm tổn thương ngón tay của tổ tiên tôi rồi. Nếu không làm vậy, cậu mất luôn tổ tiên của mình đi. Sao? Bây giờ có phục chưa nào? Tôi chịu thua rồi. Đây không phải là thiên thần của cậu mà là của cậu ta. Dạ phải. Nè các em nhỏ, đừng cản trở tổ tiên của tôi nữa. Ông ta phải quay về Hồng Kông đấy. Tạm biệt nhé. Cậu ta chỉ tới chỉ lui, không biết có phải là đi đường tắt hay không đây. Ngốc thật. Cậu có thấy con sư tử hay con cọp nào không mà chúng ta đã lâu như vậy rồi đều không có? Tà khí quá nặng. Đây là hoang dã Phi Châu, tứ phía đều nguy hiểm. Ông ta giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nguy và dìu dắt chúng ta đến một văn minh thời nay. Sao ông ta lại đối xử tốt với chúng ta như vậy? Có phải có âm mưu gì không? Cậu đừng nghĩ xấu cho người ta, đi thôi nào. Kêu phù thủy nói với dân làng, chúng ta muốn kim cương và muốn toàn bộ. Vâng, thưa bà chủ. Đại sư có chuyện gì? Nhìn biết dân làng đã bị xảy ra chuyện rồi còn phải hỏi nữa. Tôi đang nghĩ cậu ta muốn về cứu dân làng. Riêng về tôi thì tôi muốn cho cậu ta một tay. Nhưng tôi lại là làm việc cho cậu, đã lấy tiền. Theo ý cậu thì sao nè? Đại sư, hay là chúng ta tốt hơn đừng xen vào chuyện người khác nữa. Việc quan trọng là phải đưa tổ tiên của chúng tôi về Hồng Kông ngay. Nếu như tổ tiên của cậu mà linh thiêng là nhất định sẽ đánh thức cậu. Quả nhiên linh thiêng thật. Tôi cũng không thể đứng nhìn. Đại sư, hãy đợi tôi đã. Tôi hỏi các người một lần nữa, kim cương ở đâu? Kim cương ở đâu? Ở đâu? Tôi đếm đến 3 tiếng. 1. Có sao không đi? Bắt đứa trẻ đó ngay. Giết nó đi.
Cậu đi như vậy là tự sát đấy. Hãy bình tĩnh. Chúng ta cần phải quan sát kỹ trước đã. Yeah.